Thưa sư, nghiệp nào dẫn đến sự cô độc, ít bạn bè, ít người quý mến và làm thế nào để chuyển được nghiệp này? Câu hỏi này xin mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời. À, kính thưa quý vị, cái khi mà nhắc đến khi mà nói đến cái câu hỏi này thưa quý vị, là nó có hai vấn đề ngay trong hiện tại, vấn đề ngay trong tương lai. Ngay trong hiện tại, ngay trong tương lai mình á, thì cái câu hỏi vế trước á, Đức Hạnh Tuệ cũng đã nói với quý vị rồi. Nếu mà ngay trong hiện tại quý vị nói là ít cô độc, ít bạn bè đó, có lẽ quý vị đang thiếu bốn cái pháp mà Đức Hạnh Tuệ có nói với quý vị đó, là bốn pháp nhiếp chúng, hay là bốn pháp đắc nhân tâm, ha, là bố thí, ái ngữ, lại hành, đồng sự. Thì cái đó rõ ha, quý vị chịu khó giúp sư xem lại cái câu trả lời trước để hiểu rõ bốn pháp đó. Còn đây sư sẽ nói về cái nhân đi ha, sẽ nói cái nhân mà như thế nào mà rồi dẫn dẫn đến cái sự cô độc, ít bạn bè, rồi lại ít người quý mến. Cái nhân chính thưa quý vị, cái nhân chính nha, xin nói rõ đây là cái nhân chính mà dẫn đến cái nghiệp, mà dẫn đến cái quả mà sự cô độc này, ít bạn bè, ít người mến nè, là nó thuộc về cái phần giới thưa vị. Phần giới có nghĩa là mình trì giới nó hơi gọi là yếu đó, trong quá khứ mình trì giới yếu đó. Bởi vì sao thưa vị? Nó có sách mách có chứng là như vậy. Vốn dĩ ở trong chú giải tiểu tụng thưa vị, thì cái phần mà gọi là trình bày về ân đức của giới á, giống như ân đức của giới sắc sanh, để có 23 điều đi, thì sư sẽ không kể ra những cái địa 23 điều này, nó rất là dài, nhưng mà sư sẽ nói những cái điều mà liên quan đến mà cái việc mà bị này hỏi nè, là tại sao mà cô đọc các bạn bè gửi mến nè. Giống như điều thứ 11 nè, trong ân đức giữ giới sắc sanh nha, có 23 điều. Thì cái điều thứ 11 nó nói là nếu mà mình giữ giới sắc sanh á, giữ giới được sắc sanh á, thì mình được mọi người quý mến nè. Rõ ràng không? Người mến nè. Còn nếu mình sát sanh nhiều thì mình không có được ai quý mến. Đó, điều thứ 11 trong 23 điều. Đó, lại cái điều thứ 12 là cũng như giới sanh luôn, là được mọi người thương yêu. Cũng như giới sanh luôn nha. Rồi lại điều thứ 13 là có đồ chúng gắn bó thương yêu nhau. Quá rõ ràng đúng không? Rồi lại điều thứ 15 là có khả năng diệt trừ kẻ thù biến mất và không có bệnh hoạn hình thành. Cái kẻ thù này, diệt trừ kẻ thù này nè, là cũng một phần là mình không có kẻ thù, tức là bạn. Rồi lại điều số 16 cũng trong giới sanh luôn, là không chết do người khác hãm hại, nó cũng liên quan đến cái phần đó luôn thưa quý vị. Vâng, mà nếu bạn bạn bè thân á, người ta thương mến mình đó. Rồi 7 quan có nhiều tội đó vị, đó có liên quan đến giới đàng hoàng đúng không? Chưa hết nha. Rồi ân đức mà quý vị mà giữ trọn vẹn giới tà dâm á, thì có 20 điều. Thì trong đây có những cái điều sao trong giới tà dâm nè, có liên quan đến cái câu hỏi quý vị. Sư sẽ đọc cho quý vị biết rõ ha. Là giống như điều thứ nhất á, là không có kẻ thù nghịch. Điều thứ hai là được mọi người thương mến. Cái ân đức thứ 13 trong 20 điều của giới tà dâm á, là được con trai, được con gái thương mến. Vị thấy rõ ràng không? Lời 19 là không có nguy hiểm, không có kết oán ở đâu cả, tức là không có các sợ hãi, các mối nguy hiểm, thù oán từ đâu cả. Đó cũng liên quan luôn. Rồi cái kế tiếp nữa, cái ân đức của giới không nói dối có 14 điều, đó có liên quan đến câu hỏi quý vị luôn. Là cái điều thứ 10 á, là không có ganh tị, có tùy tùng vâng lời. Thứ 14 là không có người nói ngọng, không bị khờ dại, có người ưa mến. Cho nên á, là quý vị thấy không, nghe nghe ngũ giới có vẻ đơn giản nhưng mà ân đức quá trời luôn, toàn liên quan đến cái câu hỏi vị không à, là quý vị hỏi là tại sao không cô độc, ít bạn bè, ít người mến. Thì cái nhân chính nha, cái nhân chính là quý vị do không giữ giới, trì giới á, cho tốt á, cho nên dẫn đến là gọi là cô độc, ít bạn bè, rồi ít người mến. Mà ít người mến á, thì nếu mà không người mến thì mình sẽ có nhiều, gọi là sư gọi ha, gọi là sẽ có nhiều cái kẻ thù của mình đó. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này thì nghiệp nào dẫn đến, nghiệp nào chính, xin nhấn mạnh nghiệp nào chính dẫn đến sự cô độc, ít bạn bè, người quý mến, thì cái đó là nguyên cái nhân chính, là giới thưa quý vị. Còn ngay trong hiện tại mình phải áp dụng bốn cái pháp
đắc nhân tâm mà Đức Phật dạy, nó vượt thời gian vượt không gian, quá khứ hiện tại vị lai, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Thì mình ngay trong hiện tại mình phần nào gọi là gỡ gạc á, gỡ gạc được là có được bạn bè tốt và được mọi người quý mến, mà thậm chí vì mình thân cận bậc thiện trí thức đó, mình học được chánh pháp đó, mình sớm ngày đoạn tần khu chứng ngộ niết bàn, điều rất là quan trọng. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Xin thưa với quý vị, quý vị có được một cái điều may mắn rất là lớn, đó là các sư tổng hợp lại những cái bài kinh, những cái đoạn chú giải, những cái chỗ nào đó để giải thích cho quý vị. Chứ nó không riêng gì ở chỉ ở một nơi, ha, chỉ ở một chỗ. Đó. Ngoài ra đó thì sư bổ sung thì nó còn đương nhiên ngoài cái chuyện giữ giới nha, đầu tiên cái nguyên nhân chính là mình xem lại cái giới của mình có vấn đề gì hay không. Nó có thể là giới của quá khứ mình không có vững, hoặc là ngay cả hiện tại này nè, cái giới của mình cũng không có vững nữa. Thì nó sẽ đưa đến cái chuyện là mình ít bạn bè và thậm chí nhiều người thù ghét. Rồi ngoài ra đó, mình còn phải xem xét là mình có sống bằng từ tâm hay không, hay là mình ít khi nào mình sống bằng từ tâm. Mình xem coi là trong cái thời gian mình sống bao nhiêu phần trăm mình dành cho từ tâm. Mình có sống thường trong từ tâm hay không. Rồi có thực hành tứ nhiếp pháp hay không, giống như là Đại Đức Tuệ Tường khi nãy cũng có nói và sư cũng có nói. Mình có thực hành tứ nhiếp pháp hay là không? Rồi mình có hay chia rẽ người khác hay là không? Một trong những cái nghiệp là cái nghiệp chia rẽ nha. Cái nghiệp chia rẽ ở đây là như thế này nè. Mình nói xấu người khác, nó cũng là một loại nghiệp chia rẽ. Nói người đầu này, nói đầu kia. Mình đâm thọc, mình tố cáo, mình chia rẽ người khác là nó cũng cho ra cái nghiệp giống như thế này. Nhớ nha, có những người đó ai cũng ưa mến, ai cũng thương mến hết, nhưng mà các vị ấy chọn cái hạnh độc cư thì nó sẽ khác với cái chuyện là mình không có ai yêu mến hết. Nó khác à. Ví dụ như ngày nhiều lắm, ở trong kinh nhiều lắm, ngay thôi lớn nhất là Đức Thế Tôn đi ha, ai cũng yêu mến ngài hết trơn nha, mà ngài đi vào rừng, ngài chọn cái hạnh độc cư, chứ không phải bởi vì không có ai yêu mến ngài cho nên ngài mới chọn cái hạnh độc cư. Và rất nhiều những vị đại đệ tử cũng như thế, như ngài Rewata cũng rất nhiều người yêu mến ngài mà ngài chọn hạnh độc cư nha. Thành ra phân biệt cái đó. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.